nhân dịp Tết Bumi May của Lào và Tết Chon Chang Thai của Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng tới đồng chí Thonglun Sinsulit, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào, và đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Ngày 8 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Kudryashov Sergei Ivanovich, Tổng giám đốc công ty Zarubenev Nga đang thăm làm việc tại Việt Nam về hợp tác dầu khí và năng lượng. Chủ trì hội nghị họp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024 ngày 2 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra 4 định hướng, 6 biện pháp quan trọng để tạo đột phá trong công tác này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị người đứng đầu Quốc hội Việt Nam. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, hội đàm với Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế, hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, gặp đại diện Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, lãnh đạo thành phố Thượng Hải, tỉnh Vân Nam và một số tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc, dự gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam Trung Quốc, thăm đại sứ quán Việt Nam và gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt tại Trung Quốc. Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị, hội kiến Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh, thăm nhà kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, thăm cây hữu nghị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị, khảo sát tuyến đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng cửa khẩu hữu nghị và trung tâm thương mại hoa quả Trung Quốc ASEAN, khảo sát công tác triển khai vận hành thí điểm khu cảnh quan Bản Dốc Việt Nam Đức Thiên Trung Quốc. Nhân dịp Tết cổ truyền Bumi May 2024 của Lào, ngày 5 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cùng đại diện một số đơn vị của Ngoại giao đến chúc Tết Đại sứ quán Lào. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp Thứ trưởng Ngoại giao Kumura Masahiro, làm việc với một số hội đoàn tại Nhật Bản, tham dự lễ phát động Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt năm 2024, phát biểu khai mạc lễ hội Ikebukuro Việt Nam 2024. Trước đó, thăm và làm việc tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã gặp ông Lee Ki-cheol, cao ủy phụ trách cơ quan người Hàn Quốc ở nước ngoài, tỉnh trưởng tỉnh Jeonbuk và thị trưởng thành phố Naju, tỉnh Jeollanam-do, tham dự lễ khai trương văn phòng Hội người Việt Nam tại Jeonbuk, đồng thời có các cuộc gặp gỡ với Hội người Việt Nam tại Jeonbuk và Jeollanam-do. Ngày 5 tháng 4, tại Luang Prabang, Bắc Lào, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 11. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước dẫn đầu đã tham dự sự kiện. Ngày 4 tháng 4 tại Seoul, Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, trưởng SOM ASEAN Việt Nam cùng trưởng SOM Hàn Quốc Chung Byung Bum đồng chủ trì điều hành đối thoại ASEAN Hàn Quốc thường niên lần thứ 28. Ngày 3 tháng 4, trong khuôn khổ khóa họp 55 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mai Văn Dũng, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva có phát biểu chung thay mặt nhóm liên khu vực. Ngày 1 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chủ trì họp báo quốc tế về diễn đàn tương lai ASEAN 2024 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 4 ở Hà Nội với sự tham gia của hơn 200 đại biểu. Đây là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu mà Việt Nam chủ trì trong năm 2024.